Xin chào mừng các bạn đến với một cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Châu Châu Hoa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với một cái chiến dịch mới ở trong cái phiên bản này. Lâu lâu rồi mình không quay lại cái thời kỳ súng ống này. Hôm nay thì mình sẽ chơi với giới thiệu với các bạn một cái faction mà có thể quá quen thuộc với các bạn rồi. Và mình cũng giới thiệu luôn với các bạn là nó có một cái sự thay đổi nhá. Sau khi update lên thì cái phiên bản này nó không còn ba cái sự lựa chọn nữa, các bạn chỉ còn hai cái lựa chọn thôi. Đó là History và War, có nghĩa là các bạn chiếm toàn thế giới. Đây, hoặc là làm theo lịch sử thôi. Nhưng mà mình sẽ vừa chơi vừa chia sẻ nên sẽ chỉ làm theo lịch sử thôi. Nên là chúng ta sẽ đánh chiếm những cái vùng mà bắt buộc phải chiếm này thôi. Còn lại thì các bạn đánh như nào thì đánh. Không cần phải chiếm hết nhiều thế. Chủ yếu là chúng ta biết cách chơi thôi đúng không ạ? Vâng. Mình đã chơi quân phổ rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ chơi quân Anh, một trong những cường quốc về hải quân. Rất nhiều anh em muốn xem cái cách đánh của hải quân như thế nào thì mình sẽ chơi cái chiến dịch này để anh em có một sự tham khảo. Vâng, và hải quân của chúng ta thì rất là mạnh. Thôi nói qua qua thế thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đấy. Rồi. Đây là một chiến dịch mới, độ khó thì các bạn có thể nhìn thấy rồi, mình để mức cao nhất rồi. Cả người campaign lẫn battle. Vâng. Nó không thể khó hơn được nữa. Cái update này nó lên nó không còn cái nhiều cái lựa chọn như ngày xưa nữa. Napoleon and his godless revolutionaries have no respect for the status quo. They insist on meddling with the balance of power on mainland Europe. Defense of Liguria has been annexed. Nói chung là cái đoạn đầu giới thiệu này thì mình sẽ bỏ qua thôi. Nói chung là lãnh thổ của chúng ta thì trên một hòn đảo. Và chúng ta có một cái vùng gọi là vùng lãnh thổ hải ngoại của Gibraltar. Các bạn có thể biết là vùng lãnh thổ này đã bắt một cái tàu chở dầu của Iran gần đây nhất. Đó là tàu chở dầu Iran đi qua cái eo biển này Malacca này. Và đó là chuyện của thời sự. Còn thực tế thì chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề nó ở khía cạnh khác. Tất nhiên mình sẽ cố gắng làm sao để giữ được cái bán đảo Vata trong khi kẻ thù chúng ta là Tây Ban Nha giáp như thế này. Quân thì chúng ta không thể chiếm ở đây được. Thì có thể mình sẽ dùng cái giải pháp nào đó. Nhưng mà chắc là chưa phải lúc này. Bây giờ ban đầu vào thì các bạn làm cho mình vài cái việc sau. Đối với anh thì nó ban đầu nó đã chiếm được sẵn ba cái thư cảng đây rồi. Điểm giao thương rồi. Các bạn tách lốt một cái đơn vị này ra đây để đây. Cho tăng tốc lên. Các bạn sẽ có thêm một cái điểm giao thương. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn vào hệ thống chính trị. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là những cái tướng mà nó có rất nhiều sao này thì nó rất hỗ trợ các bạn đọc này. Trừ 5 phí tuyển quân cho tất cả các đơn vị kỵ binh, upkeep. Trừ 5% upkeep cho các đơn vị hải quân. Cộng 10% vào cái công nghệ nghiên cứu của hải quân. 10% cái tốc độ nghiên cứu của hải quân ấy. Đó là cái nhánh này này. Các cái công trình mà nó tăng cho hải quân ấy. Đây này. Tóm lại những cái mà hỗ trợ hải quân đây. Thì nó sẽ tăng tốc độ. Tương tự thế với lục quân cũng vậy. Và chính phủ đây, Minister, Premier Minister, Chủ tướng. Cái ông này thì ông sẽ tăng cái gì nào? Tăng điểm ngoại giao này, tăng tiền này, tăng vào cái uy tín của chúng ta này. Nói chung là ban đầu thì các bạn những cái tướng ít nhất nó phải có 4 sao trở lên như này các bạn ạ. Thì hãy dùng còn 3 sao thì chúng ta sẽ thay đi để thay bằng những tướng khác. Nhưng mà bao giờ được đạt thì được thì thôi. Nhưng mà mỗi lượt chúng ta chỉ thay được một lần thôi. Thế này. Rồi ok. Và thứ hai là chúng ta có ngay một cái công trình nghiên cứu khoa học ngay ở cảng này đầu tiên. Đây, chúng ta sẽ nâng cấp lên trước. Và mình đề nghị các bạn lượt đầu thì các bạn mua cho mình một cái thuyền buôn này đã. Đó. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ di chuyển quân đội. Ở đây chúng ta có tướng này là tướng khá mạnh, John Small. Và đây là một tướng nữa, đó là Arthur Wesley.
Nó là cái gì nhỉ? Tử tước thứ nhất của Wellington à? Ừ, nếu mình nhớ không nhầm. Rồi chúng ta sẽ hợp nhất quân ở đây đã. Ở đây chúng ta còn một cái tướng nữa, tướng ở trong thành. Tướng này, Mark Stonewall này thì mình chưa biết dùng nhiều lắm, nhưng mà nói chung các cái tướng này muốn mạnh thì sau này các bạn phải luyện nó lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho hải quân của chúng ta vào đây. Các cái tướng hải quân của anh các bạn nhìn thấy là rất nhiều sao. Đây, một cái tướng cùi thôi. Tướng rất là cùi thôi, nhưng mà chúng ta rất mạnh rồi. Còn đô đốc mạnh nhất của chúng ta là đô đốc Hokkanon. Đây, đô đốc Nelson. Đây là đô đốc mạnh nhất của hải quân Hoàng gia Anh ở thời điểm này. Vâng, người đã làm nên trận chiến lịch sử với hải quân Pháp và Tây Ban Nha. Bây giờ chúng ta sẽ lên đây và tấn công. Ở trên này nó có một cái hạm đội của Tây Ban Nha, và nhiệm vụ của hải quân Anh đó là phải đi phong tỏa tất cả các cảng biển của đối phương. Đầu tiên mình sẽ phong tỏa các cái cảng này của hải quân Anh Pháp đã. Sau này mình cố gắng thì nhiệm vụ đầu tiên của mình sẽ là kiểm soát cái vùng eo biển Măng này. Nhưng mà bằng cách nào thì mình cũng chưa biết. Nhưng mà hiện tại thì xem là ở đây chúng ta sẽ xây một cái nhà lính lên. À, xây một cái nhà lính lên từ từ đã nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần ngoại giao. Đối với ngoại giao ấy thì ban đầu các bạn cứ chọn cái ngoại giao công nghệ đi. Đây này, các bạn sẽ cố gắng trao đổi công nghệ với các cái faction khác. Nhưng mà chắc này nó không chịu đâu. Chúng ta đòi nhiều hơn là cho đi, chắc nó không chịu. À rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang đến thằng phổ, những cái thằng mà nó hòa bình với chúng ta ấy. Đầu tiên là trade này. Tiếp đến là công nghệ. This option is used to broker military alliances. Đấy. This allows you to call on your ally to provide assistance when at war and likewise. Note that a refusal to provide support. Chúng ta sẽ trao đổi công nghệ trước ạ. Mình sợ là nó nhiều thứ quá nó không chịu. Chúng ta sẽ chỉ trao đổi công nghệ thôi, bởi vì là chúng ta không có nhiều tiền. Chúng ta cứ đi trao đổi công nghệ với thằng này rồi lại trao đổi với thằng kia để lấy điểm công nghệ các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giao thương vào trade. Rồi nó chỉ trade thôi, nó không chịu giao thương. Sao trade thì sao? Nó chưa sẵn sàng làm đồng minh của mình. Thằng Nga này thì nó không có công nghệ gì cả đâu các bạn ạ. 280 đồng ạ, ok. Bây giờ sau khi chúng ta giao thương với những cái nước thân thiện thì bây giờ chúng ta sẽ giao thương về ngoại giao với cả thằng Pháp để mình xem nào nó chịu không ạ. Tất nhiên là nó rất là khó cái chuyện nó chịu, nhưng mà các bạn cứ cố gắng nhá. Một không được thì hai không được thì ba không được thì 4. Nói chung là mình sẽ trao đổi công nghệ với nó để mình lấy các cái công nghệ khác của nó. Đó, các bạn thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với thằng phổ này. Hình như hôm nay nó còn một cái công nghệ mình chưa học nốt đúng không? Đấy, chúng ta học thêm một công nghệ mới. Rồi, các bạn thấy không? Vậy là chúng ta học được hết tất cả các công nghệ của các phe rồi. Đấy, chúng ta còn dư cơ mà. Ok, đây là các phe lớn, còn các phe nhỏ thì một số phe nó cũng có nghiên cứu công nghệ như phe này này. Nhưng mà bọn này hầu như nó không có nhiều công nghệ đâu các bạn. Mình nhớ không nhầm là bọn này nó chẳng có công nghệ gì cả. Rồi đấy là một vấn đề về trao đổi công nghệ và giao thương. Cái hình con thuyền này là để chúng ta giao thương này, cái hình bắt tay này là đồng minh, và cái kiếm này là chúng ta đang chiến tranh, trong tình trạng chiến tranh. Chúng ta sẽ giao thương với thằng Bồ Đào Nha này đã. Giao thương thôi, nó chưa chịu làm đồng minh đâu. Rồi giao thương. Ok, hết đối tượng giao thương rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái vấn đề nữa. Bây giờ là xem nào. Cái nền kinh tế của chúng ta ở đây bây giờ đã được 1.276 đồng một lượt. Và mình cũng đã tiêu được một khớ tiền rồi. Bây giờ thì hết tiền để nâng cấp nhà cửa chứ.
Chúng ta sẽ xây các cái cảng ở vùng này. Chúng ta sẽ xây là cảng cảng cá các bạn nhé, cảng giao thương, chứ không xây ban đầu thì các bạn xây đầu tiên là xây cái này công nghệ cho mình trước này, còn những cái khác thì từ từ. Rồi đấy, đến là nước Anh. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái quân đoàn này sang đây đã. Rồi sau đó bạn kích vào cái mũi tên, cái hình con thuyền này này đấy. Sau đó bạn chọn toàn bộ đơn vị quân, Ctrl A, sau đó cho nó sang như này để di chuyển hải quân sang cái vùng đất khác. Bạn cho luôn sang cái vùng nước Anh này, vùng đất của Hà Lan này cho mình. Rồi bây giờ thì khi sang đến nơi các bạn này đâu rồi? Cho đơn vị quân sang đấy. Rồi thế là nó đã chuyển sang đất liền rồi các bạn ạ. Vào các bạn, lượt sau thì các bạn sẽ cho tấn công vào cái thành này cho mình. Và lượt này thì thôi. Rồi ok, như vậy là ở cái lượt này chúng ta đã hoàn thành được cái nhiệm vụ đầu tiên, đó là phát triển như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ từ từ mà lên. Thôi, về mặt ngoại giao như vậy là ổn rồi đúng không? À đây, công nghệ thì các bạn nghiên cứu vào cái công nghệ cho mình. Cái này, chúng ta đã trao đổi công nghệ được cái công nghệ này thì nó unlock cái công nghệ này ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu vào cái này. Cái công nghệ này khi nghiên cứu xong chúng ta sẽ nghiên cứu được cái công nghệ về nhà lính cấp 3. Nhà lính cái đời 2 này thì đến lên cấp 3. Được. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ qua lượt đã. Bởi vì là bây giờ chúng ta cũng thay đổi thủ tướng rồi nhưng mà chưa được đúng không? Chưa được thủ tướng là ngon cả. Qua lượt đã. Dưới này là khu vực của Hải quân Hoàng gia Tây Ban Nha và Hải quân của Cộng hòa Pháp. Chúng ta rất khó có thể xuống đây ngay được. Nhưng đầu tiên chúng ta sẽ xử lý cái hạm đội của Tây Ban Nha ở khu vực phía Bắc á. Chúng ta cần phải kiểm soát toàn bộ eo biển Manx. Rồi. Và nếu làm được chuyện đó, rồi, cái vùng mà Liên minh Xô Viết đã sát nhập vào nước Pháp. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ cho cái quân đoàn này xử lý thằng này luôn. Mình đề nghị các bạn là mỗi lần đánh như thế này các bạn xếp lại cho mình. Tại sao? Bởi vì là cái skill ở trong cái phiên bản Napoleon này nó ra ngẫu nhiên lắm. Đấy, nó sẽ ra một cách ngẫu nhiên, các bạn sẽ không biết được nó ra cái skill gì cả. Nên là chúng ta sẽ sau đó các bạn lại bán đất. Chính sách này là chúng ta sẽ chiếm này, Hà Lan này. Nhiều bạn hỏi là thế bây giờ chiếm xong sau đấy mình dùng thì chiếm đốt thế này để làm gì? Nhưng mà các bạn có tiền ngay thì giải quyết nhiều vấn đề đã. Đúng không ạ? Có tiền ngay thì giải quyết rất nhiều vấn đề. Rồi mỗi lần như chúng ta lại xếp lại phát đã cho chắc. Không kiểu nó lại ra cái skill đểu gì đấy nhưng mình rất là ngắn. Chưa ra skill gì, rồi ok. Tiếp tục bán tiếp lại cho thằng Pháp. Và cái việc chúng ta tiêu diệt như thế này thì chúng ta đã hạ được Vương quốc Hà Lan rồi. Đấy là kẻ thù đầu tiên chúng ta phải tiêu diệt. Và các bạn cứ nhớ lại xếp lại giúp mình nhé. Xếp lại giúp mình. Hoặc các bạn có thể xếp vào cái mục auto cũng được. Vẫn còn cướp được hơn 800 đồng mà. Rồi ok. Tiếp tục chúng ta cướp một phát nữa, chiếm một phát nữa nhưng mà lần này có lẽ chúng ta sẽ không cướp nữa. Cái việc mà các bạn cứ cướp nhiều như này thì nó sẽ chết hết dân ở trong cái thành này đi các bạn ạ. Chết dân thì nó sẽ lâu có tiền hơn cho các bạn. Vâng. Nhưng mà điều đó cũng chả quan trọng gì cả, bởi vì là giai đoạn này chúng ta cũng đâu có phát triển được ngay đâu. Nên là dân trong thành nó sẽ bị chết hết. Thôi chúng ta sẽ hòa bình chiếm đóng. Rồi ok. Cái vùng này thì nó có cái công trình nhà này thì tốt rồi, nhưng mà cái nhà này thì chúng ta sẽ đập đi này để xây cái nhà pháo này, nhà lính này. Cái này thì chúng ta sẽ sửa mất có 700 thôi.
Công này sửa cũng chỉ mất 700, còn chúng ta kiếm được một lượng khá nhiều tiền. Đối với cái công trình vừa kiếm được thì các bạn cứ miễn thuế cho mình, bởi vì có thu cũng chẳng được bao nhiêu cả. Và chúng ta được thêm một cái công trình khoa học nữa thì các bạn đây. Các bạn có thể nghiên cứu vào nhánh nào các bạn tùy thích, nhưng mà mình nghĩ là vào cái này. Rồi ok, chúng ta đã có một kẻ thù đầu tiên giải quyết được rồi. Và khi có tiền thì các bạn bắt đầu giúp mình cái việc này. Có những cái công trình ở phía bên này chưa xây dựng này. Đấy, chúng ta sẽ nâng cấp cái chợ này lên. Rồi. Hình như ở khu này nó có mấy cái công trình đây. Đây, những cái công trình nào chưa xây chúng ta đã xây đã. Còn công trình nào xây rồi thì nâng cấp xong. Và chưa xây thì chúng ta mới xây. Đây. Nó lên đó, nâng công trình lên đó, đúng không? Còn bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp cái nhà chính này. Đấy. Ưu tiên nâng cấp nhà chính trước. Rồi, lại hết tiền rồi. Bà tử dành tiền nâng cấp cái nhà này trước. Cái thủ phủ ở trước này. Đây, để chúng ta còn unlock cái công nghệ tiếp theo. Thế thôi, và chúng ta lại hết tiền. You can move your spy by right clicking on any part of the highlighted area. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục cho quân sang. Nhưng hiện tại thì mình chưa cần nhiều quân lắm. Ở đây thì chúng ta sẽ cho hải quân này về để có thể điều tiếp các vụ quân sang. Thôi, gần đâu rồi. Watching your enemies. Rồi chúng ta sẽ cho tiếp quân sang để tiếp viện cho quân đoàn bên kia. Cho thằng này lên thuyền luôn. Rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ điều tiếp viện. Và ở lượt này thì chúng ta sẽ xem nào. Bây giờ quân của mình khá là cùi, bị thương rất là nặng. Bây giờ các bạn sẽ đánh vào cái thành này giúp cho mình. Đấy. Bây giờ giải quyết thật nhanh. Nước Anh ban đầu phải giải quyết thật nhanh, nếu không chúng ta không kiểm soát được eo biển măng này thì chúng ta rất khó đấy các bạn. Đấy. Bởi vì chúng ta auto này là sẽ có thể nó sẽ ra skill gì đó kiếm tiền cực nhanh luôn. Chúng ta lại bán lại cho thằng Pháp. Đây là một cái cách kiếm tiền mà mình hướng dẫn các bạn thôi ban đầu, đúng không ạ? Khi mà kinh tế của chúng ta sống bằng nghề cướp bóc thôi. Đó là một cái cách khá là thú vị. Bây giờ thì xếp lại phát ạ. Rồi chúng ta có một cái skill gì đó, mình sẽ phải xem nó là skill gì. À, một cái khả năng vây hãm, skill vây hãm thành. Ok, skill đấy được. Có thể chúng ta xếp lại. Rồi ok, tiếp tục chúng ta sẽ lại bán cho thằng Pháp và chiếm đến bao giờ hết tiền thì thôi. Bao giờ đó còn khoảng 300 thì các bạn dừng lại. 300 là mức thấp nhất rồi, không thể cướp được hơn nữa. Và nếu mà có cái skill nào xấu thì các bạn bỏ đi. Vẫn 500 đồng. Rồi ok, vẫn kiếm được tiền. Ôi dồi ôi, Pháp ơi. Khổ thân nước Pháp. Bị mình cướp bóc tàn tạ. Tướng Otto Wesley Wellington là người đã chiến thắng Napoleon trong trận chiến lịch sử Waterloo. Ok. Thôi, mình nghĩ là lượt tiếp theo là mình không cướp nữa. Cái vùng này thì các bạn đừng chiếm. Mặc dù nó có một cái công trình nghiên cứu công nghệ, mình rất thích công trình đó, nhưng mà mình đề nghị các bạn là đừng chiếm. Đừng chiếm, bởi vì là chúng ta sẽ khôi phục được một cái nước Cộng Hòa, đây là nước Bỉ lên. Đây. Bây giờ mình sẽ, đây, tiếp tục. Không cướp nữa, để nó ổn định phát đã.
Bây giờ thì chúng ta sẽ chiếm và đánh này. Và khôi phục. Đây, chúng ta sẽ chọn vào khôi phục đất nước Cộng hòa Bỉ lên lên. Rồi. Nó sẽ cho chúng ta một cái thằng lính cùi vào đây, cho nó vào đây. Bây giờ thì quân của chúng ta bị thương rất là nặng, bạn theo. Rồi, nhưng không sao. Thương nặng nhưng không sao. Rồi, bây giờ lượt này thì chúng ta không làm được gì nữa rồi. Ai dạ ơi. Bây giờ cái thuyền buôn này sao nào, phải 3 lượt mới được. Bây giờ ở lượt này chúng ta sẽ tiếp tục thay ông thủ tướng chính phủ này rồi. Cũng chưa được cái thủ tướng nào có 4 sao nhỉ. Thôi kệ. Đấy là lục quân. Có thêm tiền rồi. À, sau khi các bạn khôi phục được cái vùng này thì mình đề nghị cái các bạn vào đây. Và nó có cái điểm giao thương này, chúng ta sẽ trade với nó. Đồng thời thì nó là đệ của chúng ta sẽ chia sẻ công nghệ cho nó. Đấy. Long standing trade partners. Rồi. Và mình đề nghị các bạn giao cái thay vùng Gibraltar cho cái thằng đệ này để đảm bảo rằng chúng ta không mất cái vùng đó. Vâng. Thì thằng Tây Ban Nha nó sẽ không đánh được. Rồi. Thằng đệ nó sẽ kiểm soát vùng Gibraltar giúp chúng ta. Và chúng ta sẽ bỏ cái đơn vị quân này đi. Đó. Chúng ta có thể giữ được Gibraltar mà không bị phải lo bảo vệ quân. Ok. Lượt này thì thế thôi. Chúng ta sẽ xếp lại phát ạ. Ok. Có tiền rồi. Chúng ta sẽ nâng cấp nhà cửa lên ạ. Ưu tiên lên cái nhà lính và nhà pháo. Rồi, nâng cấp nhà chính. Hết tiền đúng không ạ? Ở đây chúng ta có hạm đội rồi. Và chúng ta sẽ tấn công vào cảng này xem này. Các bạn sẽ nhìn thấy hải quân hoàng gia của Tây Ban Nha đây. Rồi, mặc dù là quân của nó khá yếu nhưng chúng ta sẽ đánh trận đầu cho các bạn xem hải quân hoàng gia Anh nó như thế nào. Hải quân Anh nó có rất nhiều các loại chiến hạm cỡ 122 này, và 106 này, 98 này, và 80. Vâng, đây này, nó rất nhiều các loại chiến hạm, nhiều các loại. Và lớn nhất là chiến hạm 122 đây của Đô Đốc Nelson. Còn lại thì là các cái chiến hạm nhỏ hơn. Sail status icon in the center of the lower half indicates whether you are in full sail, half sail, battle, or furl sail. The sails can be adjusted. Line abreast is the most focused method of denying an enemy room to maneuver. Damaged ships can repair themselves during battle. Nói chung khi mà các bạn chơi thì chúng ta không cần lập đội hình đâu các bạn. Hải quân của Pháp ở đằng kia, Tây Ban Nha đằng kia. Mấy cái thuyền này thì làm sao đấu được với hải quân Hoàng Gia Anh? Thuyền của hải quân Anh nó rất lớn các bạn ạ. Và đây này, rất là đẹp nữa. Đẹp hơn nhiều so với các cái hải quân của nước khác. Và vỏ tàu của hải quân Anh nó cũng bền hơn. Chúng ta đang di chuyển khá là chậm, nhưng mà chúng ta sẽ tăng lên 3 cánh buồm để bơi nhanh hơn. Khi bơi nhanh hơn thì có một cái điểm là các bạn chú ý là khi bơi nhanh hơn thì các bạn sẽ bắn kém chính xác hơn. Nhưng bây giờ chúng ta đang di chuyển nhưng không cần. Lúc nào bắn nhau chúng ta chỉ để 2 cánh buồm thôi. Đây này. Có thanh niên này đứng tít trên đỉnh này kìa. Trên này thì có mấy thằng cứ leo lên leo xuống. Ô, lại leo xuống à? Thanh niên trèo lên, thanh niên trèo xuống.
mấy tên đó chắc là hoa tiêu chuyên để đi quan sát để hướng cho hạm đội. Ok, kia rồi, chúng ta đã nhìn thấy kẻ thù ở trước mắt. Có thể mình sẽ tăng tốc lên một chút xíu cho nó nhanh. Lúc nào bắn nhau thì chúng ta sẽ di chuyển chậm lại. Các bạn có thể thấy là những cái chiến hạm nặng như này thì nó sẽ di chuyển chậm hơn những cái chiến hạm nhẹ này, đúng không? Vâng. Nó nhẹ nó di chuyển nhanh hơn. Mình nghĩ là nó sẽ di chuyển như thế này. So she is only able to make a slow progress on her current heading. Zigzagging back and forth across the wind helps to improve speed and makes one less vulnerable to enemy fire. Quân địch nó sẽ di chuyển theo hướng này. Turns required present more firing opportunities. Đối với hải quân các bạn phải nhớ đội hình. Các bạn có biết là cái chiến hạm thời này người ta gọi là gì không? Chiến hạm thời gọi là thuyền chiến tuyến, có nghĩa là nó sẽ đánh theo đội hình và dàn hàng ra. Đấy. Nó cũng giống như bộ binh ấy. Nên là các bạn không thể tấn công theo cái kiểu là xông lên ào ạt húc nhau như kiểu thời Napoleon được. À thời La Mã được, hay là bắn cái kiểu hiện đại được. Đấy. Cái các bạn phải đoán hướng di chuyển của hải quân đối phương để chọn cái vị trí mà mình đến hợp lý nhất để có thể chặn đầu hoặc là bao vây tùy. Hiện tại thì các bạn có thể thấy là mình đang sử dụng các cái thuyền này với tốc độ di chuyển là 2 cánh buồm. Nhưng còn với cái thuyền này thì mình sẽ cho di chuyển 3 cánh buồm thôi. Vì nó chưa thực chiến. Còn với những thuyền chuẩn bị đánh nhau này rồi thì mình sẽ di chuyển 2 cánh buồm. Rồi. Chiến hạm của chúng ta vừa bắn loạt đầu tiên. Loạt thứ hai. Rồi, ok. Bắt đầu có những cuộc chiến bắn qua bắn lại rồi đấy các bạn. Nó là thuyền, nó di chuyển nhanh hơn chúng ta. Hải quân Anh thì cái chiến hạm của nó khá là nặng các bạn ạ. Đây rồi. Mình sẽ đợi cái mấy cái thuyền này nó di chuyển nhanh ra đây phát đã, thì bắt đầu mình sẽ cho hai chiếc thuyền kia vòng lên trên. Lên đây cho anh. Để bắt hai cái thuyền trên kia. Và chúng ta sẽ xoay đủ mạnh để bắn được luôn chiếc thuyền này của nó. Bắn luôn. Chúng ta bắn thuyền ở cả hai mạn đây các bạn, cứ bắn thoải mái cho mình. Đây rồi. Rồi, ok. Bắn. Rồi, ok. Xoay pháo cho anh. Xoay pháo. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển hạm này. Chúng ta lại giả lại hướng này. Chúng ta sẽ pháo được. Chúng ta sẽ bắn cả hai hướng này. Đấy. Và sẽ bắn được cả bọn này nữa. Rồi, con thuyền này sẽ cắm neo và không di chuyển nữa. Con thuyền này sẽ di chuyển xuống dưới một chút, bắt bằng được cái hạm của nó kia cho anh. Rồi, xong, một chiếc đầu tiên. Đô đốc của nó đã bị tử trận. Rồi, ok. Rồi, thế thì mọi việc còn đơn giản hơn. Nào, cho chiếc hạm ra lên trên này. Rồi. Rất tuyệt vời, hải quân Hoàng gia Anh. Đó là lý do tại sao nó là hải quân mạnh nhất thế giới thời cận đại, trung cận đại. Khi mà đón nhau mà bị hỏng nhiều thì các bạn sửa, nhưng mà hiện tại thì mình cũng thấy nó hỏng nhiều lắm thì mình sửa. Rồi. Bây giờ thì chúng ta đang phải di chuyển cái tàu này lên khá nhanh này. Mình sẽ di chuyển 3 cánh buồm cho hai cái chiến hạm này, chuyển 3 cánh buồm. Còn hai cái chiến hạm này cũng thế. Nó đều là các chiến hạm cỡ lớn nên là nó di chuyển khá chậm. À bọn này nó định rồi hai chiến hạm này nó sẽ vào ở giữa khe này. Chiến hạm này đứng lại đi. Ignoring all your signals. There is still a chance that he will remember his duty, but if he gets too far away his vessel won't play any further part in this action. Con này đã bị thương, sửa đi, sửa. Thuyền nó đang hỏng.
Bắn, bắn cho anh, bắn cho anh. Vào tầm bắn của pháo rồi. Chúng ta bắn chết cả chỉ huy của nó mà. Đây rồi. Đây nữa, chiếc này nó chuẩn bị bắn rồi. Rồi ok. Xoay thuyền ra đây. Rồi ok. Chiến hạm bên kia nó cũng bắn rồi. Rồi ok. Nó tan nát rồi. Các bạn thấy chưa? Chơi hải quân là các bạn phải được vào cái thế trận thì các bạn mới đánh được. Rồi ok. Heroic Victory. Các bạn thấy chưa? Đánh trên biển mà Heroic Victory là rất là khó đấy nhá. Các bạn đánh trên đất liền Heroic Victory mình nghĩ là không khó lắm đâu. Nhưng bạn đánh trên biển mà được Heroic Victory là cực kỳ khó. Bản thân mình đánh cũng rất ít khi mình đánh được Heroic Victory trên biển. À, nó bảo mình có xin một con thuyền này không thì mình ok. Đằng nào thì mình cũng đang cần một cái chiến hạm tạm ở đây để cái thuyền buôn ở đây. Đây, nó là thuyền buôn. Mình sẽ cho nó ra đây đã. Chúng ta sẽ có thêm một cái thuyền buôn. Đồng thời chúng ta sẽ cho cái hạm đội này về để nó sửa chữa. Nó bắn nhau thì nó sẽ bị hỏng các bạn ạ. Nhưng mà muốn sửa chữa thì nó không như các bản kia này. Các bạn cứ ở trên biển, vùng biển của mình nó hồi được. Cái này bạn phải về cảng của chúng ta chứ bạn sửa được. Đấy. Nó hơi dở một tí nhưng không sao cả. Nó là một cái đặc điểm riêng. Ok, mấy ở lượt thứ hai chúng ta đã làm được khá nhiều việc rồi. Bây giờ thì chúng ta có lớp 7. Mới có 2 lượt các bạn nhé. Mới có 2 lượt thôi. Đó, chúng ta đã làm gì được nữa đâu. Mới có 2 lượt. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ qua lượt đã. Hải quân của Hoàng gia Anh thì không phải quá. Lượt thứ 3. Napoleon có thể là bậc thầy là bá chủ châu Âu ở trên bộ, nhưng chúng ta sẽ kiểm soát Địa Trung Hải và Đại Tây Dương và biển Bắc. Chúng ta sẽ không để cho người Pháp có thể khống chế biển cả được. Cái gì đây? Đế quốc Ottoman chiến tranh với liên minh một vài các quốc gia này thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn là tham gia hay là bỏ đồng minh. Ta sẽ buộc phải tham gia thôi. Bởi vì there is a clamor for reform in this region due to the spreading of enlightened ideas through research and education. The vùng này thì chúng ta miễn thuế rồi thì không sợ đâu các bạn. Miễn thuế thì nó không nổi loạn đâu. Rồi qua một lượt rồi, việc đầu tiên là chúng ta sẽ tìm kiếm một thủ tướng mới đã. Vẫn chưa được. Cái việc tìm kiếm được một cái lãnh đạo ít nhất 4 sao nó là việc rất cấp thiết chúng ta cần phải làm. Rồi ok, đang tiếp tục mua. Đây, cho cái hạm đội này nó về đây đã. Để sửa. Các bạn kích vào, quét vào như này thì nó sẽ hiện nó 97 mà không phải sửa. À, cái cảng này chưa sửa, nâng cấp xong, nó không sửa được. Thôi được, cứ từ từ, nó cũng không hỏng nặng lắm. Bây giờ xem nào. À, nó cho quân ra đây, thế thì mình lại khóa cái cảng này của nó lại. Khóa cái cảng này của nó lại. Và chúng ta cho thằng Egan này nó đi ạ. Rival agents can be removed by assassination. Rồi ok. Although all agents người Pháp can carry out spy missions, spies can infiltrate and observe in greater detail. Có hai đơn vị quân này thì chúng ta sẽ cho nó ra. To spy, simply right click on your desired target. Your spy will move there, revealing what he can about. Rồi chúng ta lại cho hải quân chúng ta về đây. Làm sao chúng ta phải kiểm soát được eo biển này. Rồi, nó không có quân à. Nó không có quân thì chúng ta sẽ lại tiếp tục chiếm cái vùng này. Xếp lại cho mình nhá. Auto cũng được. Xếp lại cho mình. Rồi ok. Chúng ta vừa lên một sao thì đó. Chúng ta vừa lên được cái gì đây? Chúng ta có attacker. Rồi tướng của chúng ta lên được một sao. Nó lên được cái skill này à? Cũng được, thôi được. Xếp lại phát. Characters will from time to time gain a follower.
whose presence will affect rồi, bán cho thằng Pháp phát. Chúng ta sẽ cướp để kiếm tiền tương đối một xíu. Cái ban đầu này các bạn mỗi lượt mà kiếm tiền nhờ các cái công trình công trình và giao thương nó cũng được ít lắm. Nên là các bạn cứ chịu khó ăn cướp cho mình. Và cái cách chiếm xong lại giao để nó cho các bạn khá nhiều tiền. Được hơn 600. Rồi, không có cái skill thì xấu. Chúng ta lại tiếp tục, bao giờ còn 300 thôi. Khổ thân người Pháp bị Wellington hành hạ. Khổ thân người Pháp bị Wellington hành hạ. Thôi, hòa bình chiếm đóng đi. Bây giờ chúng ta sẽ giao cái vùng này lại cho thằng đệ này nữa, để chúng ta sẽ có một cái nước mà nó là chư hầu của chúng ta. Các bạn nhìn này, protected có nghĩa là chư hầu của chúng ta. Rồi chúng ta trao đổi công nghệ cho nó này. Cho nó cái thành này luôn. Cho nó 1 đồng. Rồi ok. Yes. Rồi bây giờ thì lực lượng hải quân của chúng ta, bộ binh của chúng ta đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Và rồi mình sẽ mình nghĩ là mình phải rút quân đi ạ. Rút quân về và cho hải quân nó hợp nhất hai đội quân này đã. Và cái khu vực này mình tạm thời mình kiểm soát đến đây thôi. Đấy. Rồi, nó có công nghệ gì thì chúng ta sẽ nâng cấp hết. Hiện tại thì còn mất khá nhiều thời gian nữa chúng nó mới có công nghệ mới. Có phát thì xem có công nghệ gì không đã. Không. Tặng áo. Không. Chỉ có mấy cái nước lớn lớn này thì nó mới có nhiều công nghệ thôi các bạn ạ. Còn những cái nước bé nó không có công nghệ mấy đâu. Các bạn không phải quan tâm nhiều mấy cái nước nhỏ nhỏ. Bây giờ chúng ta lại có hơn 5.000. Ok, bây giờ mình sẽ xây dựng và nâng cấp các công trình ở đây. Cái này nó sẽ tăng cái gì nhỉ? This panel gives information about how building effects work in the game, along with a detailed description of its function. Giảm phí chiêu mộ bộ binh. Chúng ta lưng các cái cả lên, từ lưng cả này. Cái này thì chưa lưng vội. Lưng những cái nó cho nhiều tiền một xíu. Và chúng ta lại hết tiền rồi. À, mình quên mất. Không vội lưng những cái này. Chúng ta lưng nhà công nghệ này, quên mất này. Đây. Các bạn nâng cấp đường xá lên cho mình để chúng ta đi di lại, di chuyển nó nhanh hơn. Đây, đường xá này. Những cái vùng mà chúng ta đang cần phải đi trước này. Vùng gần này. Ok. Hết rồi. Tạm thế. Thủ tướng chính phủ thì chưa thay được cái ông nào cho ra hồn phải. Đấy. Vậy là chúng ta đã kiểm soát được. Các bạn nhìn ra cái thằng chư hầu này, các bạn nhìn OR thì nó có một cái dòng là Beagle, là nước Bỉ. Hiện tại nó đang đóng góp cho chúng ta 197 đồng một lượt, bởi vì nó chưa có cái gì cả. Nhà nó thì bị đốt cháy hết cả như này rồi, nên sao chúng ta được đồng nào hay đồng đó, đúng không ạ? Napoleon Louis đã vào quản chứa cực mạnh. You cannot order it to do anything. Select one of your own in order to learn more about their abilities. Không biết tướng này là tướng nào, nó đứng trong thành, chịu. Còn thằng spy chúng ta sẽ cố gắng cho vào đây để nó do thám. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục cho đô đốc này ra đây. Bổ sung thêm quân cho quân đoàn, hiện tại mình chưa mua quân. Tại mình chưa vẫn đang sử dụng các đơn vị quân hiện tại. Rồi, ok, một lượt nữa tiếp theo.
người Pháp xin hòa bình và chi cho chúng ta gần này tiền, chúng ta sẽ không cần hòa bình của người Pháp. Nó sợ quá rồi. À, thằng Đức nó xin làm đồng minh, ok, còn chi tiền cho chúng ta nữa. Chúng ta cần phải chọn phe nhá, các bạn đừng có đánh nhau với bọn, đừng có hòa bình với Pháp nhiều quá, bởi vì là có, tất nhiên các bạn có thể hòa bình, nhưng mà để có thể ổn định, nhưng mà không nên hòa bình nhiều quá, bởi vì chúng ta sẽ mất điểm ngoại giao. Rồi, Minister của chúng ta cộng 1 happiness, chúng ta đã có một cái thuyền buôn đầu tiên. Minister của chúng ta có một skill ở đây nhé. Thủ tướng chính phủ gì mà chả thấy có được cái... Ôi giời, mãi chưa được ông nào ngon nhỉ. Chả có ông nào ngon, mãi chưa được ông thủ tướng nào ngon ngon tí. À đây, sau khi nâng cấp được cái nhà lính này lên, à, lên đời 2, nâng cấp cái nhà lính này lên đời 2, chúng ta sẽ tuyển được cái đội lính này. Highland Force, Highlander, có cả một bài hát riêng về cái loại lính này. Đây là lính của Scotland. Fleet ready. Ở đây chúng ta có một chiếc thuyền buôn này. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó di chuyển đến phương Bắc để bổ sung vào các cái hạm đội phương Bắc. Chúng ta phải mua thuyền buôn liên tục các bạn. Để bây giờ thì các cái cảng này nó chưa nâng cấp xong mà mình chưa. The construction of colleges and universities enables the research. 3600 chúng ta chưa nâng cấp được, chưa có tiền để nó nâng cấp. Đây rồi, cảng này sắp xong rồi. Cứ nâng cấp từ từ thôi. Đây nữa. Rồi. Về mặt công nghệ thì ổn. Chắc là không biết thằng nào có công nghệ gì mới chưa. Thằng Pháp nó nghiên cứu công nghệ cực nhanh. Đấy. Ông Ottoman này. Mình chiến tranh với thằng Ottoman đó. Russian này thì hầu như là nghiên cứu công nghệ cực chậm. Đó. Chỉ có Pháp này, Áo và Anh, Đức thì nó nghiên cứu khá nhanh, còn mấy thằng kia chậm lắm. À, bây giờ các bạn xếp lại cho mình nhé. Bởi vì là cái phiên bản này nó có một cái vấn đề này. Cái thằng spy này mà chết thì là không có cơ hội sống sót rồi. Các bạn cứ xếp lại cho mình. Ờ, may quá, nó thành công thì không sao. Nó mà xịt được hơi lắm. Các bạn cho thằng spy này vào đây, các bạn sẽ do thám toàn bộ là cái thủ đô Paris của Pháp. Đấy, sau vài lượt nữa. Rồi, cho vào đây xong đầu cái hạm đội này. Ta sẽ cho lốt đơn vị quân này sang. Hai cái đội này lên thuyền luôn. Tí nữa chờ quân của Wellington lên nốt nữa, chúng ta sẽ di chuyển về. Và kế hoạch của mình là sẽ đánh chiếm cái vùng eo biển Mons và chúng ta sẽ kiểm soát hết cái vùng này. Đấy. Ok. Cái thằng đệ này tiền nó sẽ tăng dần này, 369 đồng các bạn thấy chưa? Nó sẽ tăng số lượng tiền dần lên mà theo mỗi lượt. Bây giờ thì chúng ngoại giao chúng ta có 3 đồng minh ở bên này và 3 đồng minh ở bên này, một chư hầu. Ba cái thằng đồng minh này thì nó khá là cùi quan trọng. Ba đồng minh là Áo này, Phổ và Nga. Chúng ta vừa chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ qua lượt và mình cần phải nâng cấp được cái hạm đội nhà thuyền này lên để mua thêm mấy cái chiến hạm mới. Mình nghĩ là mình sẽ bỏ bớt mấy cái chiến hạm mà nhỏ nhỏ đi, thay bằng chiến hạm to cho các hạm đội lớn lớn một tí của mình.
Rồi, người Nga. There is unused land suitable for farming. À, một loạt các công trình được xây và chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Nhưng mà chả được bao nhiêu cả bạn theo. Rồi, chúng ta đã qua năm 1805, 1804 và bây giờ bước sang năm 1805. Ưu tiên đầu tiên mình vẫn là đề nghị các bạn là lâng vào cho mình cái cảng giao buôn này đã. Cảng thương cảng. Sắp xong rồi. Hai lượt nữa. Trời đã quang đã hơn rồi. Giai đoạn này là giai đoạn hòa bình. Hay quá. Hạm đội này sẽ di chuyển ra đây. Chuẩn bị tấn công vào đây. Ship shape and Bristol fashion, Captain. Cái hạm đội này mình sẽ di chuyển ra phía này. Tiếp tục chúng ta sẽ phải phong tỏa hết các cảng của Pháp. À, đối với hạm đội của đây rồi. Đấy các bạn nâng cấp cái xong cái cảng lên thì chúng ta mới sửa được thuyền. Đấy những cái thuyền nó bị hỏng nó sẽ được sửa. Và bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục. Giời ơi, vẫn chưa được tướng đô đốc, chưa được vị tướng nào nó khả dĩ một tí. Vẫn chưa được, chị An nó vẫn đang tụt. Chưa thu thuế được cái vùng mà nước Áo Hà Lan được rồi. Ba lượt nữa chúng ta mới cứu xong công nghệ kia. Thôi kệ. Tạm thế đã. Thằng Áo này nó hay nghiên cứu công nghệ nhanh phết mà. Có điểm ngoại giao của mình với các phe đồng minh nó cũng không được cao lắm do chúng ta chiến tranh hơi nhiều. Chiến tranh nhiều là sẽ giảm cái điểm ngoại thân thiện xuống và kệ thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ qua lượt đã. Đấy, chúng ta có thể do thám thủ đô của nước Pháp. Nước Pháp liên tục xin hòa bình nhưng chúng ta sẽ không. There is unused land suitable for farming in this region. Sewell. Building farms here will help the population. Ok. Xây dựng xong một cái công trình mới. Thằng Pháp nó cử mấy quân đội đây à? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái hạm đội này tấn công vào đây bởi vì nó giáp biển này. Rồi các bạn vây giúp cho mình. Normandy. Chúng ta sẽ tấn công đổ bộ lên Normandy. Siege works underway. Glorious victory. Rồi, chúng ta lại có tiền. Tấn công đổ bộ lên Normandy. Đầu tiên là mình nghĩ là mình bán vùng này cho thằng cái thằng nào để mà nó kích được Ottoman. Kích cái đội quân của phòng Pháp thì nó đi ra đã. Đúng rồi. Chủ yếu là mình muốn kích cái đội quân Pháp để nó bay ra khỏi cái vùng này đã. Rồi. Kiếm tiền đâu có khó. Vừa có một cái skill gì kìa. Lại có một cái skill gì đây. Tốt rồi.
Wellington nó có cả hai cái skill hỗ trợ này rồi, hai cái skill tăng morale. Để xếp lại ngay, đây là cái skill rất quan trọng. Chúng ta sẽ chắc chắn là với cái tốc độ đánh như thế này thì Wellington nó sẽ học được cái skill tiếp theo, đó là tướng chỉ huy bộ binh. Bởi vì khi nó có hai cái skill tăng morale rồi, chắc chắn nó sẽ phải có cái skill đó. Mình không biết được nhưng mà phần lớn nó là như vậy. Settlement besieged. They hide behind women's skirts. Hòa bình chiếm đóng thôi. Tướng chỉ vây thành hai lần. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục giao cái vùng đất để lại cho thần đệ để kiểm soát cái vùng này. Normandy. Chi cho nó 1 đồng. Rồi còn thiếu mỗi một cái vùng mà này nữa là chúng ta sẽ đây vùng này nữa là chúng ta sẽ kiểm soát toàn bộ eo biển Mons. Và khi chúng ta kiểm soát eo biển Mons, chúng ta sẽ cho hạm đội chúng ta phong tỏa cả này của nó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho một chiếc thuyền to này sang đây. Các bạn nhìn này, đô đốc của chúng ta đang đi cái thuyền có 50 pháo khá nhỏ. Thì các bạn chọn cái giải pháp là hủy thuyền này đi, thì nó sẽ tự động nhảy sang chiếc thuyền tiếp theo to hơn. Đấy, bây giờ thì hạm đội của chúng ta sẽ có chiếc thuyền to hơn. Đấy, tí nữa mình cũng sẽ cho một cái đây chiếc thuyền 98 này nó sang bên cái hạm đội này. Nói chung là phải to hơn một tí, thuyền cái bé quá đúng không? Rồi chúng ta sẽ hồi quân một chút xíu. Đây, chúng ta có một cái đơn vị lính đội quân mặc váy. Đây, đây là đơn vị mình nhất của trong hải và trong quân đội Anh. Nó mặc váy các bạn ạ. Chúng ta lại có thêm tiền rồi, bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp các cái cảng giao thương trước đã. Đây, để có thể rồi hy vọng là được. Ôi dồi ôi, mãi vẫn chưa được ông nào 4 sao. Chán thế. Xem là thằng đệ của mình nó là cống nạp cho chúng ta 460 đồng một lượt này. Tiền chúng ta lên được 4.400 rồi này. Các bạn theo, kinh tế chúng ta một lượt sau chúng ta phải mua thuyền. Các bạn nhớ nhắc mình ha. Mà Wellington sẽ tiếp tục sang đây và đánh vào đây. Lượt này thì hết việc rồi. Sau này thì mình sẽ mua cái đội thuyền chiến mạnh hơn cho hạm đội của Donald Denson. Sửa cái chiếc thuyền này đi. Ok, chúng ta sẽ qua lượt. Chúng ta chỉ mất có vài lượt đầu tiên mà đã làm loạn hết cả châu Âu rồi. Kiểm soát eo biển Măng là nhiệm vụ đầu tiên của mình. Người Pháp sang chắc là đang hoảng hốt. Người Pháp nó cũng không ngán đâu khi nó kiểm soát hết các cái vùng biển phía dưới rồi. Mấy cái thằng đồng minh của mình là Áo với Phổ Nga chưa làm được trò chống gì cả. Mấy thằng đấy là đúng là mấy thằng ăn hại. Chiến dịch này mình sẽ đánh hải quân nhiều hơn một chút để các bạn tham khảo. There is unused land suitable for farming in this region. Chúng ta có một cái thuyền buôn. Building farms here will help the population to grow. Tuyệt quá, chúng ta nâng cấp được rất nhiều công trình lên. Ok, cảm ơn chị. 4.800 thôi các bạn thấy không? Tiền nó lên rất là chậm. Bạn cứ cho cái thuyền buôn nó vào đây cho mình. Đấy. Nói nhớ là hết phát thì chúng ta phải mua ngay. 4 lượt.
7 lượt nữa, 6 lượt. 1 lượt nữa là chúng ta sẽ nâng cấp được nhà lính rồi. Thằng này nó hay có công nghệ lắm. Ồ. Thằng Pháp này chắc chắn nó sẽ nghiên cứu công nghệ nhanh hơn mình. Đó. Mà mình không có cái gì để trao đổi với nó cả. Ồ, nó phổ có một công nghệ. Thằng Nga thì còn chưa nghiên cứu được cái gì. Ôi, 3.000 chưa giải quyết được gì. Người Pháp không chịu đóng quân ở đây. Chúng ta sẽ thanh thủ và tàn phá, kiểm soát eo biển Măng là nhiệm vụ đầu tiên. Ok. Rồi, mình đoán không sai, chúng ta đã có được cái skill là tướng chỉ huy bộ binh. Vâng. Đây. Như vậy là Wellington của chúng ta đã có tất cả 6 skill các bạn ạ. Và mắc rồi, chúng ta còn 3 skill phụ trợ bên này nữa, nhưng mà rất là khó để lên được những cái skill đó. Với tướng cầm quân mà đã có đủ 6 skill này rồi thì chúng ta không cần phải loát nữa, bởi vì nó không thể học thêm một cái skill nào khác cả. Nhưng mình cũng sợ. Bây giờ thì chúng ta không cần loát và save nữa rồi. Đối với Wellington. By the left, march. Raise the flag. Prepare for battle. Tha hồ đi. Troops, forward. Sau đó thì chúng ta cũng lại giao cái vùng này lại cho thằng đệ. Undaunted, undefeated. Bây giờ chúng ta có thể khôi phục được một cái nước Cộng Hòa lên ở đây, nhưng mà mình nghĩ là mình chẳng cần. Bây giờ chúng ta sẽ bán lốt cái vùng này cho thằng, giao lốt cái vùng này cho thằng đệ. Nhiều đệ quá cũng chả làm gì đâu mà. Cái vùng phía Bắc này chúng ta cứ thế là được à? Đấy, như vậy là thằng đệ của mình nó sẽ kiểm soát toàn bộ cái vùng phía Bắc này rồi. Chúng ta và đệ của chúng ta kiểm soát toàn bộ eo biển Măng. Còn cái hạm đội này đóng vào đây cho anh. Cho người Pháp hết luôn cả cảng giao thương. À, chúng ta đang giao thương với thằng này. Nhưng mà sớm hay muộn mình cũng sẽ đánh nhau với thằng Đan Mạch. Nhiệm vụ chúng ta là phải tiêu diệt nó. Chúng ta sẽ cho quân về đó. À, những cái đơn vị pháo này thì mình bỏ đi nhỉ. Thực sự thì mình không dùng nhiều cái pháo ngắn này, mình thích dùng cái pháo ngựa kéo hơn. Bây giờ thì chúng ta đã xong rồi, mình sẽ bỏ đi. Giảm upkeep cho quân đội. Rồi. Sẽ mua các cái đơn vị lính ở đây. Hiện tại giờ thì mình chưa cần. Đợt sau chúng ta phải nâng cấp ở đây mới lên được. Rồi chúng ta sẽ nâng cấp cái cảng biển này lên để có thuyền chiến cỡ lớn này. Nâng cái này lên để quân nó di chuyển nhanh hơn. That have been damaged due to sabotage. Bộ tướng chính phủ. Ôi giời. Chetki. Ông này còn Chetki mạnh hơn. Ôi giời. Làm thế nào mới có được thủ tướng ngon ngon một tính toàn thủ tướng quỷ biến. Người Đức, người Nga. Đức đang chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ. Ở Pháp nó có một cái vùng đất đây đây, nhưng mà nó chưa đánh nhau được với ai. Kệ. Vài lượt nữa chúng ta sẽ quan sát hết được vùng này. À,
Lisbon, Bồ Đào Nha. Bây giờ mình sẽ cho cái quân đoàn của Wellington này về nhà đó, và sau đó thì mua thêm quân và bắt đầu sẽ có cái chiến dịch thì gọi là Nam Tiến. Đây chúng ta sẽ hủy đi và chuyển nó sang cái thuyền 98. Yes, Your Majesty. 6.200 một lượt các bạn thấy chưa? Tiền chúng ta kiếm được khá khá là. 4 lượt nữa. Thôi, lại qua lượt. Bây giờ kinh tế của chúng ta đã lên dần rồi. Chỉ trong vài lượt mà kinh tế của mình đã lên khá mạnh. Cái đặc điểm là cái thằng Bỉ với thằng Pháp này nó khá hợp nhau các bạn ạ. Mấy cái thằng chư hầu thì ít khi nó bị chiến tranh lắm. Bỉ Pháp rất là hợp nhau, nên là mình tại sao mình giao cái vùng đất này cho thằng Bỉ được. Pháp nó không đánh Bỉ. Nói chung mấy thằng chư hầu các bạn đừng có lôi nó vào đánh nhau làm gì. Thì nó đánh cũng chẳng ra đâu vào đâu cả. Kinh không? Hải quân Pháp có vẻ cổ báo hết nhỉ? There is unused hay quá, chúng ta có được một thêm một quân sư quạt mò cộng một minister cho spy chúng ta. John Scott cộng với một hình như thằng thủ tướng của mình. Ủa ngày ông tăng nhiều sao thế? Ồ ông lên được sao nữa? Hôm nay thậm chí còn bị trừ. Chesky chắc hát được cái ông nào cho ta hồn. Còn hai cái ông đấy thì tồi quá. Mỗi lượt chúng ta kiếm được 7.000 rồi. Đấy kinh tế của mình cũng thế mà lên thôi mà. Lên lốt vào cái cảng này nữa. Hai lượt nữa. Yes, my lord. Yes. Boarding the fleet. Stonewall cộng 1 morale. Ủa sao Stonewall nó lên thuyền cái nó lại cộng với morale vậy? Trừ một commander chỉ huy á. Nhưng mà không sao, khi cần nó lại luyện nó khắc lên được. Các cảng biển rồi, mình nâng cấp hết các cảng biển rồi. Nâng cấp nhà chính phủ á. Ở đây chúng ta sẽ xây thêm một cái nhà lính nữa. Khi cần có thể tuyển quân, các bạn thấy không? Chỉ có vài đồng là hết sạch tiền luôn. Không có chiến tranh thì chúng ta không có nhiều tiền lắm. Với cái công nghệ thì sau khi nâng cấp xong thì chúng ta sẽ nâng cấp ở đây. Công nghệ này, ok. Nhưng mà chúng ta sẽ trao đổi công nghệ đó. Thằng phổ này nó có cái công nghệ này. Đấy. Chúng ta phải trao đổi công nghệ thì mới có công nghệ mới chứ. Mình đang chiến tranh với thằng này đúng không? Nhưng mà mình vẫn có thể trao đổi công nghệ với nó. Ok. Hình như không được à? 3 không được thì 4. Thả
Thằng này chảnh phết nhỉ. Mình không muốn cho nó cái công nghệ kia để nó ăn lóc nhà nhanh. Vẫn chưa được. Kỳ thật, nó đòi hết của mình rồi. Ôi. Mày hơi bị chảnh đấy. Hoặc có thể chúng ta sẽ bơm cho nó ít tiền được. Đó là không cần thiết lắm. Một cái công nghệ cùi cùi đấy thì kiếm đâu chả được. Công nghệ này cho thằng Pháp. Kỵ binh à? Đội hình kim cương. Giảm áp kíp cho quân. Nó không chịu. Ok. Để tiếp theo sẽ là rất nhiều việc. Thôi rồi, kệ thế đã. Hết tiền rồi đâu. Chỉ xây dựng vài công trình là hết tiền ngay. Tạm thời rút về nhà hồi quân và bắt đầu mua lính mới. Hoặc qua lượt đây. Sau đó thì chúng ta sẽ phát triển cái hạm đội chúng ta lên mạnh mạnh một xíu thì mới đi đánh nhau tiếp được. Mình phong tỏa mất cái cảng của thằng Pháp này là nó tức lắm đấy nhá. Mất xứ mấy cái điểm giao thương của nó mà. Ôi, hải quân Pháp à, quân Tây Ban Nha đã đông lắm rồi đấy. There is unused land suitable for farming. Chúng ta sẽ nghiên cứu xong một vài cái công việc tiếp theo. Bây giờ thì nghiên cứu vào đây để tăng cái này, nó sẽ tăng cái tốc độ di chuyển và cái quãng đường di chuyển trên map của hải quân, và đó là cái rất quan trọng. Công nghệ nào, còn Pháp này nó không chịu. Thằng khỉ này gần đây công nghệ xem mày chịu không. À rồi, con lợn này nữa. Con lợn Pháp này xem hai công nghệ nó có chịu đổi mình với công nghệ này không. Vẫn không kêu, cũng chịu. Nó thâm thù của mình quá. Trời ơi, mãi vẫn chưa được một vị tướng nào cho ra hồn. Vẫn chưa được vị tướng nào cho ra hồn. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Đấy, thằng đệ này của mình nó đóng góp cho mình 574 đồng một lượt này. Việc thế làm gì?